Hiện tại về cấu hình của con này thì là RAM 16GB, SSD là 1T. Nó sẽ dùng là Ryzen 9 6800HS cùng với card đồ họa dở của Nvidia. Thì nó sẽ tối ưu hóa cho những người mà làm đồ họa hay làm video giống như là bản thân mình. Cũng như là nó được về hỗ trợ về màn hình là 3K, 100% sRGB nữa. Nó phản ánh màu tốt cho các bạn nào mà làm đồ họa. Không phải là bên này đi đâu, đây là chỉ máy. Mình là chủ máy, nhưng mà trước khi đến đây thì mình cũng tìm hiểu rất nhiều về cái dòng máy này, nên có thể nói nó hơi giống như việc nhân viên review tí. Con này là Lenovo Slim 7 Pro X, là một con hàng mà rất hot trong thời gian vừa qua với cái giá mà tốt mà cấu hình rất là ngon. Có cần cho nó luôn về chơi game với cả cam không? về cam trước của nó thì là nó độ giải là 1080, thì là độ giải nó rất là nét, giúp cho các bạn nếu mà có cuộc họp với cả khách hay là gọi là cuộc gọi hay là họp hành gì với bạn bè, nó đều là rất là tốt. Cái mặt các bạn cũng sẽ sáng hơn này, cũng như là cam nó tốt thì sẽ không phải lo về cái vấn đề dìm hàng đâu. Còn về chơi game ấy thì mình nghĩ là con này thì nó không thiên về chơi game lắm, chơi game nó chỉ ở mức ổn định thôi. Chơi mấy con game mà AAA mà nó gọi là không quá nặng đô ấy thì cũng gọi là chơi ổn, nhưng mà máy nó sẽ nóng. Hai nữa, nhưng mà gọi là chơi ở mức ổn định thôi. Nhưng mình khuyên là con này không nên mang với những con game mà